Anh em đang thiếu kim cương hay đến với shop DucMomTV.net, nơi mua hạc và quay kim cương giá rẻ. Shop đang giảm giá đến 80% tất cả các vòng quay, tỷ lệ lẩu hũ rất cao. Chỉ với 15.000 đồng các bạn có cơ hội nhận được hàng nghìn kim cương em ạ. Còn chần chờ gì nữa, vài xách đít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Chúc tất cả chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ nha. Mình thấy một thanh niên rồi. Từ từ, mình chưa có súng anh em ạ. À, nó không biết mình ở đây. Đấy, bây giờ mình sẽ di chuyển từ từ nhá, xem bên này có súng không. Nào, đấy, có khẩu súng, có khẩu súng. Rồi, quất nó luôn, quất thằng này luôn. Anh em ơi, tôi đang chơi ở server Indonesia nhá. Thì hôm nay tôi sẽ làm thử thách. Ok, từ từ, bình tĩnh ra. Tôi sẽ làm thử thách không dùng skin súng nhá. Lấy top 1 bên server Indo. Rồi, thằng này vào đây. Indonesia này, vỡ đầu. Ok, thì tôi nhặt được cái huy hiệu thợ săn. Ui, còn tiếng chân. À, thằng này. Anh em đừng bảo mấy thằng này bot nhá. Mấy thằng này nó là người ấy, không phải là bot đâu. Nó bắn rất là hay ấy. Thì nói chung là tôi sang server Indo này, tôi cảm thấy là tôi kéo tâm rất là tốt luôn ấy. Dạo này tôi luyện hơi bị nhiều luôn. Rồi, từ tôi ra tôi xem. À, hình như có thằng ở bên ngoài nữa. Đây, mày chọi quần xịp ai đây. Rồi, từ từ nhá. Ra đây cái coi. Nào, mình tặng cho bạn nhân dịp ngày 20 tháng 10 nhá. Một đấm vào mồm. 20 tháng 10 ăn một đấm vào mồm. Con trai thì ăn đấm rồi, còn con gái thì mình sẽ chúc những lời chúc tốt đẹp nhất. Bắn chơi chơi vậy thôi anh em ạ, chứ mình không thích cái map đảo thiên đường này đâu. Mình sẽ qua map đảo quân sự rồi làm thử thách anh em xem nhá. Mình trở lại đây anh em, nhìn trên bản đồ kìa. Ui, đồng đấy, không có chim rồi anh em ạ. Thì server Indo này, lick của mình khá là nghèo, không đầu tư được cái gì cả. Ok, thì trận này mình sẽ sử dụng IQ 100% nhá. Tức là IQ của mình nó lên đến 99.000 đấy. Ok, thì mình sẽ xuống đây trước. Nhân cơ hội chúng nó bắn nhau, trên đấy thì có thằng sẽ chạy xuống đúng không. Thì nhân cái cơ hội này thì mình sẽ đứng chờ. Anh em yên tâm đây, cái chiến thuật này của mình auto top 1 anh em ạ. Đây, từ từ á, có thằng bay dù chúng ta. Rồi, mình sẽ đứng mình canh nhá. À, có thằng bay dù kìa. Mày bay dù hả mày? Headshot. Nào, thì bay dù này. Bây giờ thì ấn cái nút thắt game đi, còn làm gì nữa. Rồi, tôi quyết định là tôi sẽ đứng chờ tiếp nhá. Rồi, mình sẽ đợi tiếp xem có thanh niên nào nhảy xuống không. À, rồi, thanh niên áo tù à. Nào, đoàn cho đoàn tụ bánh bảnh luôn nhá. Thì nói chung là anh em thấy không, cái chiến thuật này của mình đưa ra rất là tốt luôn ấy. Bởi vì ấy, khi chúng nó tiếp đất thì chúng nó sẽ mất khoảng 0,5 giây để nó bị delay tiếp đất đây. Cho nên là cái thời gian đấy anh em bắn được nhá. Còn thằng nào chúng ta còn rất là đông bên trên anh em ạ. Mình sẽ chờ tiếp. Xuống đây. À, lại một thằng nữa. Mày headshot này mày. Anh em thấy không, tôi bắn headshot hơi bị kinh luôn ấy. Rồi, tôi ra tôi loot xác này xem nào. Hình như ở trên này không loot được đồ sao ấy. Đúng rồi, trên này không loot được đồ. Ui, ê, cái gì anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh nào anh dai. Không biết là ngày 20 tháng 10 ở bên Indo sẽ như nào nhở. Hình như là cái ngày này nó chỉ có ở Việt Nam hay sao ấy. Từ tôi ra, hình như là có người bên ngoài kìa. Anh em nhìn trên bản đồ không, nó bên ngoài. Thì tôi đang hiện tại đang cầm cho mình là cây SK và cây UMB. Thì UMB là súng tủ tôi rồi, nhưng mà không biết là không có skin tôi có bắn được không. Nào. À, một cô gái này. Một cô gái đã phải nằm xuống trong ngày 20 tháng 10. Cày lắm. Chung là rất là xin lỗi bạn nhá. Mình rất là xin lỗi bạn nhá. Mình không có cố ý đâu, mình chỉ cố tình thôi. À, bây giờ ra nút đồ xem có keo không. Nếu mà có keo thì tôi sẽ lên trên nóc luôn nhá. Có tầm khoảng 2 thanh niên nữa. Đây rồi, có 2 quả rồi nhưng mà không đủ. Nếu mà tôi mang keo lùn thì khả năng là 3 quả tôi leo nóc xưởng rồi. Rồi thì bây giờ anh em bấm cho mình cái nút like ấy nhá. Thì cảm ơn anh em trong thời gian qua luôn đồng hành ủng hộ mình nhá. Anh em bấm like cho mình nào. Bực mình cái thanh niên này thật đấy. Ngồi trên đấy ngồi làm gì đây? Ngồi ỉ à hay ngồi tụng kinh? Từ bình tĩnh em ơi. Bây giờ tôi sẽ nuôi vào gần một tí nó bắn nhau thì bỏ mẹ anh em ạ. Nãy nó bắn tôi gần chết này còn nửa cây máu. Tức vãi. Và mình thấy ở bên server Indo này ấy, thì mình thấy các bạn chơi rất là kỹ. Các bạn chơi kiểu như là loop ấy. Các bạn không đi công nhiều cho nên là rất là khó bắn. Ở đây là khó bắn gấp đôi server Việt Nam nhá. Nào lú cái đầu. Ui, từ anh bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Thịt chó là không được ăn, biết chưa? Rồi. Từ nha, mình ke được cái đầu đó là tốt nhở. Này không có X2. Cái này bắn cái gì? Z dot không bắn được đâu anh em ạ. Rồi tôi quyết định là sẽ đi chạy vào trong này để kiếm thêm máu nhá. Bây giờ không có máu thì sống thế nào được. Ơ, có tiếng chân anh em ạ. Hình như mình thấy có một cái bàn chân nặng lẽ nó rón rén bước vào đây. À, thanh niên đây rồi. Mình còn khá là yếu máu. Bình tĩnh nào anh trai. Nào, nỏm cái đầu luôn. Rồi, quyết định là nhặt xem có máu. Ui, thằng này nhiều máu đấy. Mình đúng lúc mình đang cần nữa chứ. Từ tôi lú vào đây tôi quấn máu ra. Thằng kia nó vẫn soi tôi mà. Bẩn tính ấy nhở. Chơi rén nút bên trên.
thích cái da solo như những thằng đàn ông, ok chưa? Mày lúc trên đấy khác gì con gái không? Ê, có một thằng nhảy xuống rồi. Mẹ cái thằng thiểu lăng này. Thằng thiểu lăng. Ờ, ok, trên đấy còn một thằng em ạ. Bây giờ tôi quyết định là sẽ lên trên đấy nhá. À, xin giới thiệu với anh em thì đây là cái hộp Shopee di động có tất cả mọi thứ luôn. Thì anh em có thể mua keo hoặc là anh em nào thiếu quần xịp mặc thì có thể ra đây mua nhá. Rồi anh em đợi mình tí, mình sẽ lên trên này mình tính tiền ngay luôn. Nếu mà tôi có 2 quả keo, 3 quả keo Halloween thì khả năng là tôi lên tôi đỡ tốn keo. Lên đây tôi mất khoảng 5 quả anh em ạ. Hơi bị tốn đấy. Rồi đừng có rớt nhá, đừng có rớt nhá. Ngày 20 tháng 10 vui vẻ không quạo nhá anh gà rán nhá. Rồi lên được rồi anh em ạ. Nói chung là cái bước đặt keo này hơi cồng kềnh. Rồi tôi nghiên cứu đặt nhá cho đỡ tốn kém nhỉ. Kiểu gì kiểu vẫn phải 3 quả anh em ạ. Đấy đặt ok kìa. Nào tay run ấy nhở. Rồi rồi. Một quả trong này nữa là ok này. Đấy. Rồi vừa rồi. Lên xe mà mày tới công chuyện mày với tao luôn. Đâu rồi? Ơ à, Ai đó đi đâu rồi? Ai đó còn ở đây không? Anh Giai đi đâu anh Giai ơi? Trốn kỹ đây. Nào ra đây kiểm tra xuất trình giấy tờ cái nào. Kìa ơ à, nó đi rồi anh em ạ. Hay là nhân cái lúc mà mình đi mua keo xong rồi nó đi mất rồi nhở? Bực thế nhở? Thôi được rồi anh em ơi. Thì nó đi rồi thôi. Coi như là tha cho nó mạng ấy. Thôi rồi, trở lại với trận đấu thì nói chung là không sử dụng skin súng thì bắn khẩu gì cũng được đúng không? Thì tôi sẽ bắn những cái khẩu tôi chưa từng bắn nhá. Hình như là có cái khẩu K98 mà tôi chưa từng bắn, kiểu làm clip cho anh em xem ấy. Tí tôi kiếm KZ tôi bắn cho anh em xem nhá. Rồi, thì tôi đang có cho mình một khẩu KZ. Đây rồi, khẩu nữa rồi anh em ơi. Thế này thì đỡ thế nào được mấy thằng Indo. Hỏi thật luôn ấy, đỡ thế nào được. Anh em có thấy cái gì không? Tôi là tôi thấy rồi đấy. Một thằng củ chuối đang chạy lông nhông em ạ. Đấy, vẩy ca này. Thì anh Giai này có một cái tên là Enter Black. Thì anh em biết dịch ra tiếng Việt nó là gì không? Nó là đi vào màu đen anh em ạ. Tức là đi vào lòng đất đấy. Ngu thật, đặt quả tên gì hay ho không đặt. Đặt quả tên đi vào lòng đất, chịu luôn. Ở đây có keo này, ngon rồi. Nói chung là sang xe với Indo anh em phải nhặt thật là nhiều keo nhá. Thì nếu mà clip này đạt được tầm khoảng 20k like, tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để qua xe với Indo chơi nhá. Hiện tại thì có hai thanh niên đang ABC XYZ ở trên trò anh em ạ. Thì tôi quyết định là tôi sẽ chờ hai thanh niên này nhảy xuống thì tôi bắn nhá. KZ này bắn hơi bị dính người luôn ấy. Từ từ như là có một thằng nó binh ngoài này. Nào ăn hai lúp cái đầu ra đây. Ôi giời ơi. Xong rồi. Từ từ tôi hồi máu ấy đã bo thu rồi. Tầm này chắc là phải đi sát cái bờ rào này anh em ạ. Lao đi cái lao bờ rào. Tuổi trẻ ai cũng có lúc bị mắc kẹt trên tròi. Thôi thì để mình hóa vàng cho bạn luôn. Rồi. Chỉ còn lại một thanh niên cuối cùng mà thôi. Ở trên này có một cái tảng đá khá là sát cái viên bo. Nhưng mình sẽ đứng ở đây mình thủ nhá. Chờ thanh niên kia lên. Rồi đặt cho mình một trái keo làm gì nữa đây. Làm cái gì? Ơ kìa, cờ lô lô. Em bữa đi rồi. Niềm vui em có, đời anh thì không. Xin là xin vĩnh biệt cô.